xin chào các quý đầu tư à, hôm nay thì chúng tôi lại chia sẻ với các bạn một cái phương pháp nhận biết một xu hướng đi lên của một cổ phiếu à, tôi được gọi là phần một à, trước hết để chúng ta nắm được thế nào là một xu hướng đi lên thì theo đồng nghĩa định nghĩa thông thường của chúng tôi là một xu hướng đi lên thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy được là có một số lượng cổ phiếu được bán ra tăng dần với khối lượng lớn và cùng với đó là sự tăng về giá trong một vài ngày. Sau đó thì cổ phiếu được điều chỉnh hoặc là đi ngang với khối lượng thấp hơn cái giai đoạn ban đầu. Cái sự điều chỉnh này với một cái giai đoạn đầu thì chúng ta cũng không đáng lo ngại vì đấy là chỉ là cái sự điều chỉnh bình thường cần thiết để chúng ta tiếp tục một xu hướng đi lên tiếp theo. Ở giai đoạn đầu thì chúng ta không nên mua ngay mà chúng ta cần cái sự xác nhận rõ ràng một xu hướng tiếp theo bằng cái sự bứt phá về giá và khối lượng trong một cái giai đoạn tích lũy hoặc cái sự điều chỉnh tiếp theo để chúng ta xác nhận cái xu hướng đi lên đó là rõ ràng. Ở đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn một số cái biểu đồ cổ phiếu và Chúng ta đã thấy một cái quá trình, một cái xu hướng đi lên à, thật sự là rất mãnh liệt trong thời gian à, những năm vừa qua. À, trước hết thì tôi muốn chia sẻ với quý vị các bạn cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu HSG. với một cổ phiếu thì uh, trước khi chúng ta tham gia vào để đầu tư thì bao giờ chúng ta cũng quan sát uh, cái điều quan trọng nhất đó là thị trường chung đang ở giai đoạn nào khi mà quan sát uh, được là cái thị trường chung đang ở một cái giai đoạn xuống đi lên thì bắt đầu chúng ta sẽ xem là cổ phiếu của chúng ta xuất hiện những cái phiên bùng nổ với khối lượng lớn hay chưa thì chúng ta bắt đầu quan sát khi giai đoạn đầu chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu thấy có cái sự tăng trưởng mạnh về giá và khối lượng. Thì đây là những tín hiệu cho cho thấy là một cái xu hướng bắt đầu đi lên bắt đầu hình thành. Sau khi có sự tăng giá và khối lượng bắt đầu hình thành thì chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu bắt đầu có quá trình tích lũy ở Việt Nam thì cái, ở cái giai đoạn vừa qua chúng ta thấy là tất cả các cổ phiếu mà hình thành cái giai đoạn tích lũy ít nhất thường phải là 7 phiên trở lên à, nếu mà khoảng độ bốn năm phiên thì cái tích lũy đấy nó cực kỳ khi đi lên nó nó sẽ có chúng ta thấy là cái 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 sự bứt phá nó mang tới chất được độ tin cậy rất thấp nên chính vì vậy thì chúng ta cần cái thời gian nhiều hơn 6 phiên để chúng ta thấy được là cái sự tích lũy đấy nó nó ổn định nó đủ cho chúng ta thấy là một xu hướng đi lên nó chắc chắn hơn. À, sau khi mà chúng ta thấy có sự tích lũy khoảng độ sáu bảy phiên trở lên, đặc biệt là với cái khối lượng mà cạn kiệt trong một xu hướng đi ngang thì đấy là điều rất là tuyệt vời. thì chúng ta bắt đầu xác nhận một cái điểm mua đầu tiên với khối lượng và giá tăng mạnh. Sau khi chúng ta xác nhận một điểm mua đầu tiên, thì uh, về cơ bản thì uh, với cái chia sẻ của một cái video trước chúng tôi đã chia sẻ các bạn các bạn quan sát là cái về cái điểm mua của các bạn thì ở trong quá trình tích lũy các bạn có thể mua nếu các bạn định mua khoảng độ 10.000 cổ phiếu thì các bạn có thể mua trong cái phần tích lũy đi ngang từ cái phiên thứ sáu trở đi là các bạn có thể mua 2.000 cổ phiếu trước trong phần đi ngang này. Và sau khi cổ phiếu bắt đầu có quy su... Xu hướng tăng khoảng độ 1-3 phần trăm thì các bạn có thể giải ngân tiếp khoảng độ 4 phần trăm tiếp và khi mà cổ phiếu tăng lên à, từ 3 đến 5 phần trăm thì các bạn có thể giải ngân tiếp là à, số còn lại là 4.000 tiếp thì à, sau khi mà cổ phiếu xuất hiện điểm mua thì chúng ta bắt đầu có thể mua ở cái phiên này với khối lượng lớn ở đây thì khi xuất hiện đề mua đầu tiên thì chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu có quá trình tích lũy tiếp theo sau khi xuất hiện quá trình tích lũy sale thì ở đây chúng ta thấy là khi thị trường chung có sự điều chỉnh mạnh thì cổ phiếu bắt đầu có sự rũ bỏ nếu chúng ta thấy là trong quá trình rũ bỏ mà cổ phiếu lại vi phạm cái vấn đề cắt lỗ của chúng ta thì chúng ta quyên quyết cắt lỗ ở đây thì chúng ta có thể là cắt lỗ 4.000, khi 4.000 cái phần của cổ phiếu chúng ta mua sau khi mà cổ phiếu đã bị uh, rơi vào trạng thái là lỗ 7%. Và tiếp tục, sau khi cổ phiếu bị điều chỉnh giảm xuống thì uh, cổ phiếu bắt đầu có xu hướng đi lên và với những cái mô hình như này thì khi đi lên với khối lượng lớn thì chúng ta lại tiếp tục có thể mua lại chứ không không phải là chúng ta không dám mua nữa vì đa phần khi mọi người mua cái điểm mua đầu tiên đó <laughs> thì các bạn sau đó cổ phiếu bị uh, đi ngang và có một cái giai đoạn rũ bỏ rất mạnh thì các bạn đa phần là uh, bán hết theo cái nguyên tắc là đầu tư uh, của Kasslim nhưng ở đây thì uh, với uh, những cổ phiếu bị uh, vi phạm cái quá trình cắt lỗ thì chúng ta bắt buộc phải cắt lỗ tại vì có một số trường hợp là cái rũ bỏ là nó có một cái số thông tin rất bất lợi hoặc là bây giờ có một số cái cổ phiếu làm giá với những cái 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 doanh nghiệp mà nó có thông tin không tốt khi các bạn áp dụng cái, cái 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 này mà các bạn không nghiên cứu về doanh nghiệp thì các bạn bắt buộc phải 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 bán ra thậm chí của doanh nghiệp tốt trong khi đó thì doanh nghiệp tốt mà trong khi các bạn đầu tư mà các bạn cũng nên uh, cắt giảm thua lỗ mà khi vi phạm cái 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 uh, khoản thua lỗ 8% trăm để chúng ta bảo toàn cái cái cái, cái nguồn vốn của mình uh, sau khi thì uh, cổ phiếu đi lên thì bắt đầu chúng ta tiếp tục mua giải ngân tiếp ở cái vùng này À, thực ra nếu uh, quan sát thì chúng ta trên thị trường chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều cổ phiếu trong một cái xu hướng đi lên như thế này và tích lũy và có sự rũ bỏ rất mạnh. Ở đây thì chúng tôi thấy là năm vừa qua chúng ta quan sát thấy Phú Tài, đấy là một cổ phiếu điển hình, là trong quá trình đi ngang tích lũy và cũng bị rũ bỏ, sau đó thì bứt phá đi lên một, cái, một cách mạnh mẽ. Nó là những cổ phiếu hàng đầu trong năm 2016 cổ phiếu tiếp theo tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là một cổ phiếu cũng tăng rất mạnh năm 2015 sau khi chúng ta xác nhận một xu hướng đi lên với khối lượng tăng mạnh về giá và khối lượng và cổ phiếu bắt đầu có sự tích lũy điều chỉnh đi ngang và chúng ta cũng thấy là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện những cái điểm mua đầu tiên ở với cổ phiếu này À, khi mà chúng ta tham gia thì với cái sự rũ uh, bỏ mạnh như thế này thì đa phần là chúng ta sẽ phải, phải phải bán rất nhiều, 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 nhiều khi mà chúng ta mua mà ở cái điểm mua quá cao đã đa phần chúng ta phải bị bán hết và sau đó thì tôi biết được rất nhiều nhà đầu tư sẽ không dám quay trở lại mua khi mà cổ phiếu có có sự bứt phá đi lên ở đây thì uh, tôi muốn uh, hướng dẫn cho các bạn một số cái cái một số cái nguyên tắc các bạn biết là với cổ phiếu thì khi mà hình thành xu hướng đi lên đó, thì bao giờ dù là tin xấu hay tin tốt thì uh, nó cũng sẽ uh, theo quan tính nó sẽ bứt phá đi hết chiêu chu kỳ của nó trừ những cổ phiếu mà có một cái 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 thực sự làm ăn hoặc là có một số cái um, uh, tức là một cái nhóm uh, đầu cơ làm giá tức là cái cái cổ phiếu mà không có chất lượng mà có cái nhóm đầu cơ làm giá thì những cái cái phương pháp này thì chúng tôi sẽ không không khuyến nghị nhưng với những cái, cái cổ phiếu mà có những cái chỉ số an toàn về chúng ta về hàng quý hàng năm thì với những cái sự rũ bỏ như này nó là cần thiết để xác nhận một xu đi lên để chính vì vậy thì cái điểm mua cái điểm mua đầu tiên mà chúng ta ta có thể tham gia đó là một cái điểm mua mà các bạn nên lưu ý khi chúng ta mua thì trước khi mà chúng ta cổ phiếu mà vượt quá 5% từ cái điểm mua chính của chúng ta thì chúng ta uh, nên không chúng ta không 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 nên mua nữa vì việc mà sau khi mà cổ phiếu bị rũ bỏ trong quá trình ch ch chung đi xuống đó, thì nó làm cho chúng ta có thể bị bán ra và sau đó chúng ta không dám quay trở lại. Sau khi rũ bỏ thì với về cơ bản thì cổ phiếu sẽ kéo lên và trước khi bứt phá ở cái vùng kháng cự mạnh này, đa phần là cổ phiếu sẽ biến động rất rất mạnh. Khi mà cổ phiếu biến động mạnh như thế này thì uh, với với tôi thì các bạn có thể tham gia một phần vào cái phiên này và và các bạn có thể giải ngân khi mà cái phiên hôm sau cổ phiếu bắt đầu kéo lên mạnh tiếp theo. Tại vì đa phần kể cả FPT, rất nhiều cổ phiếu khác khi mà cổ phiếu uh, bứt phá đi lên trong cái quá trình vùng kháng cự mạnh này thì đa phần được kéo lên rất mạnh từ đầu phiên sau đó được về cuối phiên bị rũ bỏ nếu mà ai quan sát cổ phiếu kinh bắc năm 2016 các bạn cũng sẽ thấy được những cái phiên rũ bỏ rất rõ ràng và đây là những cái kinh nghiệm mà tôi có từ những cái cổ phiếu này và tôi vẫn mua ở những cái điểm đó và cũng được một cái khoản lợi nhuận rất khá trong một cái xu hướng đi lên của cổ phiếu cổ phiếu tiếp theo tôi muốn chia sẻ với các bạn à, đây là một cổ phiếu hình thành một cái xu hướng đi lên rất rõ ràng à, đáy sau cao hơn đáy trước đỉnh sau cao hơn đỉnh trước à, khi mà các bạn nhìn thấy một cái xu hướng đi lên như vậy tức là một cái cổ phiếu xác nhận một xu hướng đi lên với khối lượng lớn và tích lũy và chúng ta thấy xuất hiện những điểm mua ở cái bài này thì tôi muốn chia sẻ là là với các bạn là khi mà chúng ta xác định là sử đây có một cái điểm mua đầu tiên và uh, cổ phiếu một quá quá trình đi tích lũy đi ngang và sau đó bị gãy rũ bỏ rất mạnh đa phần là chúng ta bị bán và chúng ta thấy có sự bất ngờ rất lớn tại vì ở đây khi mà uh, trên thị trường xuất hiện rất nhiều nhà đầu tư biết là cổ phiếu đang quá trình tích đi đi ngang và họ mua ở trên cái phần đi ngang này để đợi khi mà cổ phiếu bứt phá là họ họ có một cái khoản lợi nhuận rất rất tốt và họ có thể bán ra ngay thì um, với những cái các tổ chức với những nhà đầu tư lớn hoặc là đặc biệt là với cái đội lái bây giờ họ đã nhận biết cái cái vấn đề này nên khi đó họ thường là có họ có sự rũ bỏ trong một cái, với một cái, cái thông thường đến cái quá trình rũ bỏ này khối lượng nó sẽ không cao lắm nên chính vì vậy thì chúng ta nên mua vào cái thời điểm cái điểm mua là chúng ta nên mua là đúng điểm và chúng sau khi nếu trong trường một số trường hợp mà khi phải cắt lỗ thì chúng ta quyên quyết cắt lỗ tại vì một số trường hợp là khi mà chúng nó cắt lỗ mà cho nó kỳ kỳ vọng thì cổ phiếu cũng sẽ nhiều lúc là chúng ta sẽ bị thua lỗ rất nặng nên ở đây khi mà chúng ta cắt lỗ sau nếu cổ phiếu có dấu hiệu quay trở lại với khối lượng mãnh liệt khối lượng lớn mãnh liệt thì chúng ta lại tiếp tục mua không có vấn đề gì cả đây là cái nguyên tắc cần thiết và chúng ta uh, phải uh, giữ đúng kỷ luật uh, chúng tôi sẽ chia sẻ rất nhiều cái dạng cổ phiếu này hoặc là trong cái những bản tin những cổ phiếu xuất hiện như này thì chúng tôi sẽ đưa ra để các bạn có thể tham gia uh, vừa rồi thì chúng tôi uh, có một cái cổ phiếu mà chúng tôi cũng phải bán và mua nó hơi sớm đó là cổ phiếu HSG À, qua đó thì các bạn sẽ thấy được là à, khi mà chúng ta mua một cái cổ phiếu sớm quá hoặc là cái điểm mua không chính xác thì các bạn cũng sẽ bị cắt lỗ. Thế chính vì vậy thì qua bài này thì tụi tôi muốn nhấn mạnh các bạn là sau khi cổ phiếu đã xác nhận được một xuống đi lên đó, thì quan quan trọng là từ cái điểm mua đầu tiên chúng ta phải mua đúng và cái giải ngân cho một cái cái cái, cái điểm mua đầu tiên là chúng ta nên giải ngân một cách Uh, theo đúng nguyên tắc để chúng ta tránh cái sự rũ bỏ khi cổ phiếu bị uh, thua lỗ 8%. Sau khi bị rũ bỏ thì các bạn cũng vẫn có thể tiếp tục tham gia mua lại khi mà cổ phiếu bứt phá qua vùng kháng cự đi ngang của cổ phiếu với khối lượng lớn và giá tăng mạnh. Đấy là hai yếu tố cực kỳ quan trọng để các bạn hiểu rõ được cái 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 ý nghĩa của bài này. Mọi cái thắc mắc, mọi cái ý kiến của các bạn thì các bạn có thể gửi chúng tôi qua email hoặc là qua điện thoại mà chúng tôi có ở trên trên trang web. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn.